Vâng, và xin chào tất cả các bạn đã trở lại với shop Nguyễn Di. Hôm nay thì shop sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn cái sản phẩm đó là loa cho điện thoại và laptop nha các bạn. Thì sản phẩm này thì shop mình bán với giá là 35.000, chỉ 35.000 thôi, quẹo lựa luôn các bạn ơi. Giá rất là rẻ luôn. Hàng này thì mình vừa nhập từ Hà Nội vào ha các bạn. Đó, âm thanh hi-fi luôn ha các bạn. Rồi thì nếu mà các bạn muốn có quan tâm đến sản phẩm thì các bạn sẽ liên hệ với mình qua Zalo là 0166270801 nha. Mình xin nhắc lại Zalo là 0166270801, và các bạn có thể kéo xuống ở phía dưới video thì mình sẽ để cái số điện thoại cho các bạn ha, và để luôn cả cái link website của mình nha các bạn. Rồi thì khi mà các bạn mua hàng tại shop mình thì mình sẽ có phiếu bảo hành và đổi trả trong 7 ngày luôn. Đây. Đây là cái phiếu bảo hành nha các bạn. Đây, cái ký hiệu để bảo hành thôi. Các bạn nên là các bạn cứ yên tâm khi mà mua tại shop của mình ha. Đó, bảo hành đổi trả trong 7 ngày. Đó. Bảo hành riêng các bạn, đổi trả trong 7 ngày bảo hành mà riêng nha các bạn. Rồi thì mình sẽ khui sản phẩm cho các bạn coi. Đây, sản phẩm được bao như thế này đây. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Mình sẽ khui. Rồi. Hợp lại đó. Đây là cái sản phẩm ha, đó, rất là đẹp luôn nó. Đây cho các bạn coi rõ tí nha, đó, đẹp tuyệt vời luôn, không chỗ chê luôn các bạn ạ. Đó, đây xung quanh nó đây đó. Đây thì nó có hai cái đầu đó, một đầu USB và một đầu jack 3.5. đầu USB này thì để tác dụng là cách nguồn điện cho nó ha. Các bạn sẽ để game vào máy tính hoặc là cái củ sạc. Còn cái này thì các bạn có thể ghim vào điện cái chỗ mà âm thanh ra của điện thoại hoặc là laptop các bạn. Và thì với cái sản phẩm này nó đặc biệt một cái là có thể ghim vào máy tính và sử dụng được, nhưng có một số sản phẩm lo xí ngầu nó cũng tương tự như thế này, chúng ta không thể nào mà ghim vào cái máy tính được, lý do là nó sẽ nhỏ ha. Và các bạn chỉ có thể ghim vào củ sạc, nhưng mà ghim cái này thì âm thanh đó là loại âm thanh treo chứ không phải là âm thanh mono như là cái loại kia nữa. Thì rất là tuyệt vời luôn. 35.000 thôi, 35.000 vèo lừa nha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho các bạn coi nó sẽ như thế nào ha. Rồi mình sẽ lấy xuống để cái đèn qua một tí. Rồi mình sẽ tắt nhạc trên máy tính nha. Rồi bây giờ mình sẽ ghim vào đây, mình sẽ gỡ ra. Một tay khó làm quá, chị này gỡ trước rồi. Ra đó, bung ra rồi. Thì mà nó có một cái loa trái, một cái loa phải, thì một hồi mình sẽ coi cho các bạn nghe thử. Nó sẽ là âm thanh tách biệt nha các bạn, chứ không phải là âm thanh mono, và nó chỉ phát một bên sóng là không phải nha, cái này là phát hai bên sóng luôn đó. Thì tùy sản phẩm nên các bạn cũng có thể nhiều khi là nó sẽ là một bên sóng cũng chừng. Tùy sản phẩm, nhiều khi shop nó gửi cho mình cũng không biết đường luôn, mình đặt hai bên sóng nhưng mà nhiều khi nó gửi một bên cũng không chừng, tức là mình đặt là treo mà nó gửi mono. Đây mình cắp nguồn cho nó ha, cắp nguồn vô cổng USB nè đó. Rồi cái cổng còn lại thì các bạn ghim vào cái âm thanh ra của laptop hoặc là điện thoại ha. Điện thoại, laptop gì cũng đều được luôn các bạn. Rồi ghim vào, nó nghe cạch luôn ha. Rồi thì đây, sản phẩm rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thử âm thanh coi nó có đẹp như là cái sản phẩm ngoại dạng, cái hình dáng bên ngoài của nó không. Đây, mình sẽ bắt một vài ngăn. Đó, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Các bạn biết tên mà hát luôn. Nào, biết cơ, sắc cơ gì đó. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Mây mây nhỏ xuống một tí để mình giới thiệu sản phẩm nha. Thì ở sau nó sẽ có một cái nút volume nè các bạn ạ. À, đây các bạn có thể nhỏ lớn nha. Đó, lớn nè, nhỏ nè, đó, nhỏ hết đá luôn. Đó, lớn nè. Đó, em có cái chiều đứng đây, chiều
đứng nó là như thế này. Đó. Cái này đúng đứng nhận này như này. À. Lớn lên nè. Cũng lớn đấy các bạn. Nghe cảm thấy rất là lớn và rất là hay, âm thanh rất là trong. Giờ mình sẽ test cho các bạn nghe thử là âm thanh nó sẽ ra hai cái loa như thế nào. Rồi các bạn đợi mình tí xíu nha. Mình sẽ tắt nhạc ha. Thì máy tính nó sẽ có chức năng là thử loa này, thử coi nó có ra được hai bên không. Đây. Đó các bạn nghe, đây. Các bạn vào, để mình chỉ luôn các bạn nha. Các bạn vào cái chỗ Beaker nè. Các bạn nhấn chuột phải nha. Các bạn không, các bạn kích vào luôn đi. Bạn kích vào cái Beaker chuột trái ha, kích chuột trái vào cái Beaker nè. Rồi các bạn chọn vào là stem soon ha. Rồi nó sẽ hiện lên cái bảng như thế này. Đó, rồi các bạn nếu mà ở bên nó đang ở cái table recording thì các bạn chuyển qua là play fast ha. Rồi các bạn nhấn chuột dup ha, lên vô cái biểu tượng này. Rồi xong các bạn qua là cái chỗ là even nè. Even gì đó, mình đọc tiếng Anh không có được hay cho lắm ha. Rồi các bạn nhấn vào test này. Đó. Với những cái dòng lo mà mono thì các bạn chỉ nghe được là một tiếng tưng 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 thôi. Nhưng mà nếu mà lo nghe được hai lo thì nó sẽ tưng 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 tưng. Nó nghe được gì đây. Đây mình sẽ bắt dặn lớn cho các bạn. Đó. Mình nghe thử coi cái nào bên trái, cái nào bên phải. Đó, nó ra âm thanh hai cái âm thanh luôn, hai cái lo tách biệt hoàn toàn nha các bạn. Rồi thì nếu các bạn có nhu cầu mua thì các bạn sẽ liên hệ với shop mình ha. Thì giá chỉ là 35.000 thôi. 35.000 quẹo lửa luôn. Giá quá tuyệt vời và quá rẻ rồi các bạn ạ. Rồi cái link thì các bạn sẽ để bên dưới nha. Zalo là 0166270801 nha các bạn. Rồi vô còn cái shop mình thì còn nhiều sản phẩm rất là độc và rẻ nữa các bạn ạ. Các bạn muốn mua cái gì cũng có, cái gì cũng có, muốn mua cái gì cũng có luôn các bạn ơi. Còn cái gì cũng có mà rẻ nữa đó. À, quá hay luôn rồi. Rồi ha, mình nếu mà các bạn còn muốn thắc mắc gì thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới ha, hoặc là liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo đó luôn ha, là 0166280801 ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video ha. Nếu thấy hay thì các bạn like và subscribe cho mình ha.